Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm, chăm sóc da, làm đẹp cho chị em phụ nữ. Là con gái phải luôn xinh đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, luôn tự tin với chính mình. Chúng tôi chuyên kinh doanh các loại sản phẩm của đồ lót 12 giờ, món đồ mà không thể thiếu của chị em phụ nữ. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã. Từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọng đến có gọng. Những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế ren. Những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu ưng ý. Sẽ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Đến với cửa hàng, các bạn sẽ được nhân viên tư vấn nhiệt tình, cụ thể và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, bảo quản sản phẩm. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, dù trẻ trung hay lớn tuổi, dù xinh đẹp hay xấu xí, dù gầy hay ốm, thậm chí ngay cả đối với những người đàn ông hiện đại, thì đồ lót là món đồ không thể